Hơn 2 tháng nay, các đôi tàu khách Lào Cai, Hà Nội và ngược lại tạm dừng hoạt động, doanh thu của ngành đường sắt bị ảnh hưởng, kéo theo đó là công nhân ngành đường sắt thiếu việc làm, thu nhập giảm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Khu vực phòng chờ của ga Lào Cai không có hành khách, các hàng ghế tại phòng chờ trống không. Khu vực bán vé chỉ có một nhân viên trực để bán vé cho hành khách có nhu cầu mua vé các tuyến khác. Để chia sẻ khó khăn với ngành đường sắt, các nhân viên ở đây phải luân phiên thay nhau nghỉ việc. 16 năm làm nhân viên bán vé, chưa khi nào cuộc sống của chị Võ Thị Thanh lại khó khăn như thời gian này. Lương của nhân viên bán vé như chị khoảng trên 4 triệu đồng một tháng. Khoảng 3 tháng trở lại đây, nguồn thu nhập này cũng sụt giảm. Đến tháng 4, chị tạm nghỉ ở nhà thì hoàn toàn không có thu nhập. Chúng tôi nghỉ là coi như tự túc, là tạm hoãn hợp đồng thì là không có một cái trợ cấp gì cả. Còn hiện tại là ở phía bên cơ quan chi nhánh ấy, xin cái hỗ trợ hay trợ cấp của cán bộ nhân viên mà nghỉ tạm hoãn hợp đồng ấy thì là có, thì nói chung là cũng không đáng kể lắm, thì nói chung là chỉ là động viên tinh thần của cán bộ nhân viên thôi. Như tháng 4 thì tôi nghỉ, đấy thì tháng 5 tôi ra tôi làm, thì các đồng chí mà làm tháng 4 ấy thì tháng 5 lại nghỉ. Anh em chị em đây là nghỉ luân phiên, bảo nhau nghỉ luân phiên để giúp đỡ cho ngành, thứ nhất là cơ quan của mình, hai là của ngành chung trong cái khó khăn vất vả này. Do dịch COVID-19, hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa của đơn vị đều bị ảnh hưởng nặng. Các chuyến tàu vận tải hành khách đã tạm dừng hoạt động. Vận tải hàng hóa vẫn duy trì, nhưng sản lượng hàng hóa và doanh thu đã giảm một nửa so với trước đó. Kéo theo đó là việc làm và thu nhập của người lao động bị sụt giảm đáng kể. Theo báo cáo của chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai, trong tháng 4 và tháng 5 đã có 81 trên 205 cán bộ, công nhân viên của đơn vị phải nghỉ việc, không lương và tạm hoãn hợp đồng lao động do không bố trí được công việc gì khác. Đối với đơn vị chi nhánh vận tải đường sắt Lào Cai đã có những cái biện pháp cụ thể là động viên người lao động kịp thời. Như tổ chức công đoàn đã cũng hỗ trợ là cho mỗi cán bộ công nhân viên là 1 triệu đồng. Trong thời gian nghỉ giãn cách này thì đơn vị cũng đã có những cái động viên và cũng là có tìm các biện pháp để cho người lao động là có thu nhập thêm ở gia đình. Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình hình dịch bệnh trên cả nước đã được kiểm soát tốt. Ngành đường sắt đã vận hành trở lại nhiều chuyến tàu khách. Tuy nhiên, chuyến tàu khách Lào Cai - Hà Nội vẫn chưa khai thác trở lại bởi doanh thu phụ thuộc khá lớn vào lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đến Lào Cai. Hiện đơn vị đã lập danh sách công nhân bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gửi sang cơ quan bảo hiểm xã hội và thực hiện các thủ tục cần thiết để các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ người lao động theo quyết định 15 và nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ, để những hỗ trợ của chính phủ kịp thời đến với những công nhân ngành đường sắt trong thời điểm khó khăn này.